Chào mọi người, đố mọi người biết ở đây có mấy cái bút. 1, 2, 3. Và đây là sản phẩm chính mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Dao bút thép M390. Con dao bút này đã được mình làm với dao giới thiệu và bán lên tay rất nhiều người rồi. Trong quá trình trải nghiệm thì mình có nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như tiêu cực về con dao bút này. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi, đa phần là hỏi về chất liệu và hỏi về lẫy gạt khóa của con dao này. Video này mình sẽ giải đáp một số cái thắc mắc đó của mọi người. Mình thích con dao này vì nó thiết kế đơn giản và nhỏ gọn. Khi con dao trong tình trạng đóng sẽ có chiều dài 11 cm. Toàn bộ phần trên thân được làm bằng thép không gỉ. Chỉ có duy nhất lưỡi dao được tạo thành từ bột thép M390. Sản phẩm này được thiết kế dành cho những người thích sự tối giản, không hầm hố như dao vượt của Mỹ, cũng không hoa văn rồng phượng như dao của Tàu. Nó chỉ tập trung đến sự nhỏ gọn và sự hoàn hảo cho những công việc mà bạn cần. Rất nhiều người hỏi mình dao này có chốt khóa lưỡi dao không? Đây các bạn xem, mình vẩy kiểu gì lưỡi dao cũng không thể bung ra được. Muốn mở lưỡi dao, bạn phải dùng lực ngón tay trỏ ấn xuống đúng cách mới mở được. Kể cả khi mình dùng ngón cái ấn mạnh cũng không thể bung lưỡi dao được. Khi mở, bạn phải dùng 4 ngón tay còn lại giữ một nửa thân dao dưới. Nếu bạn để ngón tay vào thanh chốt khóa dao thì cũng không thể mở ra được. Khi dao mở, nó sẽ có chiều dài 20 cm, độ dài phù hợp cho tất cả các tác vụ làm việc cơ bản hàng ngày. Lưỡi dao hoàn thiện đã được hạ góc rất mỏng và siêu bén. Bây giờ mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem phần chốt khóa lưỡi dao khi mở hoạt động như thế nào nhé. Đây là thanh khóa cứng lưỡi dao, có tác dụng giữ lưỡi dao luôn ở vị trí thẳng trong khi làm việc. Muốn đóng lưỡi dao lại, bạn dùng ngón tay đẩy nhẹ cái thanh khóa ra ngoài, khi đó lưỡi dao sẽ dễ dàng gập lại. Khi mở ra hết cỡ, thanh khóa lưỡi dao sẽ tự động chốt chặt lại. Khi đã chốt chặt thì bạn dùng lực lớn thì cũng không thể bẻ lưỡi dao lại được, điều này sẽ giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Các loại dao sản xuất ngày xưa ấy, thì thường không có chốt giữ dao hoặc là chốt giữ dao rất yếu. Mà cái loại dao gấp lưỡi bén như này mà đang dùng nó gập lại thì các bạn có tưởng tượng được hậu quả không nhỉ? Mình sẽ để cái video ở đây để các bạn dễ tưởng tượng nhé. Đóm! Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi.